dạ yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh nha trở lại video tối ngày hôm nay thì mới đây có một thông tin cũng khá là nóng nha cô chú anh chị và khá là mới đó là anh hai đã dứt tình với hồng loan rồi đó một cái động thái mới nhất từ phía gọi là anh hai vũ linh người đã gọi là bảo vệ hồng loan ngay từ lúc đầu đến bây giờ nhưng mà mới đây cái động thái của anh này cũng chứng minh rằng là đã dứt tình nghĩa cùng với lại chị hồng loan rồi của chú anh chị thì uh, nếu mà không có hành động này thì chúng ta cũng thấy được chị loan cũng đã dứt tình với uh, người anh này rồi đó chứ không thể nào qua lại với một người anh mà đứng sau cho người khác gọi là lên chửi bới em mình đó kể cả bản thân tôi cũng không chấp nhận được tôi là một người ngoài mà còn không chấp nhận được nói chi chị loan là người trong cuộc đúng không cô chú anh chị và những người chồng của chị loan những người con của chị loan đó cũng không thể nào chấp nhận một người anh, một người chú, đó một người bác của mình mà lại gọi là đứng sau lưng cho một cái con gọi là con con heo mội lên chửi gọi là mẹ mình thì cũng khó mà ai chấp nhận. Thì à, mới đây cô chú cô chú anh chị trên cộng đồng mạng chắc cũng đã thấy rồi. À, những cái video mà chị Lon hát cùng với lại à, người anh hai này đã được gọi là ẩn đi hay là xóa đi gì đó mà chúng ta không thể nào tìm được. Đó, còn cái này chắc mình nghĩ là ẩn thôi của chúng chị chứ không có xóa đâu. Nếu mà xóa thì à, thì cũng không đến nỗi nào để xóa. Xóa thì nó cũng vậy thôi, ẩn thì nó cũng thế thôi. Đó, mình nghĩ là ẩn đi chứ không thể nào xóa bởi vì một clip là tới mấy triệu view lận. Đó, cả cái kênh của ảnh luôn. Đó, không có clip nào mà nhiều view bằng khi mà có chị Loan xuất hiện cả. Đó. Cái điều này là ảnh phải thừa nhận. Ảnh phải thừa nhận cái điều này đó là cả cái kênh luôn, không có một cái video nào mà cao view hơn khi mà có chị Loan xuất hiện nhưng mà giờ ảnh phải ẩn đó dù ẩn hay là xóa thì nó cũng như nhau thôi đó nhưng mà cái mà mình muốn nói đây là tiền tiền từ cái video đó view ở đó ảnh đã lấy hết rồi đó bây giờ dù ẩn hay là để thì nó cũng đâu có lên view được nhiêu của chính chị nó cũng không có tiền đó nói chung là tiền thì lãnh hết rồi đó clip mấy triệu view thì chắc cũng được mớ đó tiền bạc thì thì ẩm hết rồi ẩm là để gọi là cưới em qua hậu rồi đó cứ em qua hậu rồi chứ có đâu có còn nữa đâu mà đòi lại đó nhưng mà mình nghĩ chị lo chắc cũng không có xin gọi là phần trăm hay là chia tiền mv gì đâu bởi vì anh chị em trong nhà mà giúp đỡ lẫn nhau mà cô chính chị người ta cũng đâu nghĩ cái vấn đề đó đó những cái người nghèo á những cái người nghèo mà đi lên giàu á của chính chị họ gọi là à, rất là quý trọng đồng tiền nhưng mà họ kiếm tiền bằng cái năng lực của họ chứ không phải là họ kiếm tiền kiểu bất chấp đó kiếm tiền kiểu lợi dụng người khác để kiếm tiền thì không có Ở đây mình thấy chị Lon rất là đúng trong cái việc này Đó một người anh hai mà lại có những cái chiêu trò Mà đến ngày hôm nay cộng đồng mạng phải gọi là lắc đầu ngao ngán Đó với một người có tuổi như người anh hai này Đó hành động mới nhất đây thì chứng tỏ rằng là cái tình nghĩa Giữa hai người này là không thể nào mà hàn gắn lại được rồi Đó không thể nào mà hàn gắn lại được nha cô chính chị và mình nghĩ là về phía sau nữa thì mãi mãi về sau nữa thì chắc cũng vậy thôi Đường ai nấy đi, cơm ai nấy ăn, nhà gọi là áo ai nấy mặc Chẳng có ai liên quan đến ai cả Thì mình nghĩ cái điều này cũng tốt thôi, tốt cho chị Lon Để gọi là chị cũng gọi là an tâm hơn Khi mà không phải gọi là cứ trong đầu mình suy nghĩ là ngày hôm nay anh hai mình sẽ đối xử mình như thế nào Ngày mai đối xử như thế kia Đó cũng khỏi khỏi mất công phải suy nghĩ nữa cho nó khỏe Vậy đi cho nó khỏe cô chú anh chị Và một thông tin nữa thì mình nghe đâu là ngày 20 24 tháng 7 đến đây tới đây nè là sẽ xử cái vụ BH đó cô chú anh chị đó 24 nè bữa nay là mùng 4 24 thì 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 còn 20 ngày nữa sẽ xử lại cái vụ BH đó mình nghe thông tin này đó từ rất là nhiều người nói rồi đó thì xử lại cái vụ BH này thì không biết là khi mà xử lại cái vụ BH này thì mẹ con cô sáu à, có dám đi, đi ra nữa hay không hay là lúc này là đám dỗ rồi là bà ngoại ông ngoại rồi tới bà sơ ông cố bà nội ông nội gì đó có ông trần đó đủ thứ đám chứ tới hãy tới gọi là mỗi lần ra tòa là đám à cái cái mấy đứa nghệ sĩ à cô chú anh chị để ý đi mấy đứa mà nó liên quan đến kiện tụng rồi đó hãy đến những cái uh, vụ kiện nào đó mà ra tòa đó ha trước khi ra tòa tụi nó mạnh mồm lắm tao sẽ ra tòa làm thế này thế kia nhưng mà tới khi ra tòa bắt đầu là sẽ gọi là có những cái triệu chứng như thế này bị bệnh à, bị bệnh nè đó đi bệnh viện nè đó những cái đứa nghệ sĩ à bệnh đi bệnh nè gần đứa thì kẹt đi đám nè đứa thì đi không thai nè đó y chang vậy đó một bài mà ba tụi nó có một bài mà ba bị bệnh vậy đó bị bệnh không ra tòa được nữa nè cho mọi người xem đó lạng quản chính này mẹ con bà sáu bán cái nhà mà đền đoán cái nhà mà đền đó chứ không phải đơn giản đâu nha đó cái này là mày chỉ xương xương là mới có cái vụ bh thôi còn cái vụ tranh chấp tài sản là chưa nha cô chú anh chị Nhưng mà cũng gần rồi mọi người Tất cả chuẩn bị vào uh, cái, cái gọi là đoạn cua cuối cùng của cái drama này Đó nhưng mà vừa chuẩn bị gọi là tới cái cua quẹo thôi Chưa kịp quẹo nữa thì bỗng xuất hiện một ông chồng Đó là người anh hai đứng sau tất cả cho một con gọi là Thủy Hà Mã Đó nhỏ đó trời bữa nay em mới về em xem nhỏ Thủy đó Trời em thấy cái em ngán mở luôn Thấy cái về nguyên cái nồi thịt heo nhà em hết dám ăn luôn Thấy cái ngán mở luôn thì ôi trời ơi nó mập Như con hà mã vậy Như con hà mã nước Thua Thật sự thua Nhỏ đó nó phải gống lên hàng ngày nó chửi để nó giảm cân Cô chú anh chị thông cảm cho nó đi Chắc nó cũng đói lắm đó, Nó đói lắm rồi đó, Nên cho nó chửi lên để có cái nó bỏ vào mồm nó chứ cái thay nó mập quá đó, Nó ăn ít nó đâu có gọi là nó đâu có đâu có đủ năng lượng đó, Nó phải ăn nhiều ăn nhiều bắt buộc nó phải nói nhiều mới có ăn Có nói mới có ăn đó, có nói cái cái con à, hoa hậu kia nó mới gọi là bón phân cho ăn còn không có nói là con hoa hậu kia nó đâu có bón đâu cho ăn đó nên là gán rồi nói để kiếm cơm thông cảm cho nó đi cô chú anh chị ơi đó chứ con mập đó nó, nó, nó ấy quá thì nó sống cũng không dài đâu mọi người thông cảm hoan hỷ cho nó đi đó hoan hỷ để cho nó kiếm cơm đó cũng giống như mà chúng ta đã từng hoan hỷ với lại mi sun đó với lại nguyễn đức long đó anh đạo diễn hết thời của tôi đó đó ảnh bây giờ ảnh bảnh trai lắm à, ừ bảnh trai để tôi coi ảnh bảnh được bao lâu <laughs> đó đạo diễn gì đâu tối ngày lên đi bị chuyện không thám tử cũng vậy đó cái đơn gọi là đang ở trên đầu kìa cái án treo nó còn lơ lửng đó tấn 2026 kìa cái án thử thách đó đó vậy mà còn lên mạng bố la bố láo bố liếu ha đợi đi đó đừng có coi thường pháp lực bởi vì thằng này nó coi thường pháp lực giết nó quen của chú anh chị đó giết nó coi ai không ra cái gì chứ đó nhưng mà từ từ đi cô chú anh chị đó cái diện phải từ từ đó liên quan đến pháp luật là phải chờ thời gian à, người ta tìm bằng chứng cơ quan chức năng rồi người ta mới xử lý được chứ không phải là muốn bữa nay gửi đơn ngày mai xử lý đâu là không có giống như cái vụ của chị lon với lại mẹ con cô sáu thôi chúng ta cũng đã thấy rồi thời gian rất là lâu rồi nhưng mà chúng ta phải đợi đó có nhiều người lên thắc mắc là tại sao mà lâu vậy sao lâu vậy đâu phải làm cái gì nó không phải có trình tự cả đó là một cái cả một cái tài sản cả cái một cái gia tài nhưng mà hiện tại thì mẹ con cô Sáu đang là người đang rất là gung sợ về vấn đề này Về cái vấn đề mà khi ra tòa Tôi nghĩ là trong những cái phiên tòa sắp tới thì mẹ con cô Sáu tôi nói thầy chứ Chắc ra biết có ga hôn nữa đó, Tôi sợ là khả năng là bỏ ngỏ là hết 80% là không ga rồi Đó bởi vì mặt mũi đâu ra cái nhất không có mặt mũi ra Cái thứ hai ra lấy cái bằng chứng gì để chứng minh mình được chia Được chia tài sản nè Đó tôi không thấy được cái bằng chứng nào mà để để có một chút gì đó một chút gì đó để cho mẹ con cô sáu có được chia trong phần trăm đó tôi chưa thấy được một cái cái khả năng lạc quan nào cho mẹ con cô sáu cả đó chưa thấy được cái khả năng đó nha cô chú anh chị thật sự luôn á tôi chưa thấy được cái khả năng đó đó nhưng mà mẹ con cô sáu vẫn với là một cái thái độ gọi là lì lợm đó lì lợm và gọi là gọi là ăn theo cái kiểu gọi là uh, bố láo ghét quen á nên ghét là gọi là cứ tưởng đâu tài sản là của mình luôn đó, ăn dầm nằm dễ đó rồi tưởng đâu tài sản đâu của mình, nên bây giờ là muốn gọi là chiếm. Nhưng mà tôi nghĩ là ra tò thì mẹ con của sáu chắc trốn rồi, không có ra đâu. Bệnh hoạn gì hai mẹ con thay phiên nhau bệnh bây giờ nè. Sắp tới sẽ có một liên liên khúc bệnh của mẹ con cô sáu nha. Đó và trở lại cái câu chuyện à, tình cảm xích mích giữa người anh hai và chị Lon thì chúng ta đã thấy rõ rồi. Đến ngày hôm nay thì cái sự việc nó đã đi quá xa rồi. Đó, một cái động thái mới nhất của người anh hai này đó là xóa đi những cái clip hát cùng với em gái thì cái điều này chứng minh à, rất là rõ ràng rồi không phải yêu cầu từ phía chị Loan đâu chị Loan không có, không không chưa bao giờ lên tiếng làm vấn đề này đâu của chính chị mà mình nghĩ đó là từ phía con qua hậu à con Hoa hậu nha con con nhỏ đó nó gian lắm đó con qua hậu đó chính con nhỏ đó đó nó đã làm cái vấn đề này đó chứ mình nghĩ anh Vũ Lân anh cũng chưa có nghĩ tới cái mức độ mà để gọi là làm cho tình hình nó căng thẳng thêm đâu đó mình nghĩ là anh vũ lưng anh chưa có nghĩ là sẽ làm mức độ tình hình căng thẳng thêm đâu của anh chị đó mình nghĩ là con hoa hậu nó đứng sau tất cả chứ không phải là ông vũ lưng đó bởi vì ông vũ lưng này à, mình nghĩ là ông chỉ biết nhưng mà ông không ngăn cản hoặc là ông không nói thôi chứ không phải là ông không biết nếu mà nó ông không biết thì 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 bậy nữa sao mà không biết được đó sao mà không biết được ông còn cười nữa mà ông nghe con thủy hà mã nó nó nó, nó chửi chị Lo mà ông còn cười nữa mà thì sao tại sao mà ông không biết được đúng không không có lý do gì mà ổng không biết cả ổng phải biết chứ làm sao mà không biết nhưng mà quan trọng là ổng muốn có ổng không muốn uh, con nhỏ kia im đó ổng để ổng cho con thị chửi chị lon chơi vậy đó đó mọi người nhắm chịu được không đó nên ngày hôm nay ổng phải nhận lại cái làn sóng tẩy chay dữ dội từ phía cộng đồng mạng cũng như là những người trong thời gian qua đã yêu quý ổng đó đã đặt niềm tin vào người anh hai này đó và đã cho ổng rất là nhiều thứ từ tình thương của khán giả từ những cái xô mà ổng hát thì cũng góp phần của mọi người trong đó đúng không mọi người đến xem mọi người ủng hộ thì ủng hộ càng nhiều thì cái sức nóng của ổng càng lan tỏa càng lan tỏa thì ổng càng nổi tiếng càng nổi tiếng thì có càng nhiều xô càng nhiều xô thì ổng có càng nhiều tiền thế thôi đó bây giờ thì sao nhìn lại bây giờ thì sao của anh chị đó đâu ai ủng hộ đó làn sóng bây giờ nó tẩy chay rầm rộ trên mạng xã hội rồi đó một người anh một người anh đó ở đây là tôi dùng rất là tôn trọng. Đó có nhiều người gọi là từ thằng bóng già này kia nên tôi không có dùng từ đó được cô chú anh chị. Đó tôi dùng người anh của chị Lon. Đó để chia sẻ như thế. Đó thì không thể nào mà chấp nhận được. Bởi vì những chuyện anh làm à, đã quá sai. Đó quá sai đối với chị Lon rồi. Đó và ảnh cũng không có nhận cái lỗi đó thuộc về mình. Và còn nói rằng là chị Lon nếu mà À, có sai thì nhận lỗi ảnh sẵn sàng tha thứ nhưng mà quan trọng cái lỗi đó là từ ảnh ảnh xúi người chửi ảnh cho người chửi chị Loan đó cho người gọi là lên biêu xấu chị Loan mà ảnh kêu chị Loan phải xin lỗi là xin lỗi cái gì đó trong khi đó chị Loan nhắn tin cho ảnh là từ bữa 16 tháng 6 mà thậm chí tới ngày hôm qua ảnh mới trả lời lại thì cô chú anh chị nghĩ là anh này là anh đã có một cái dự tính gì sẵn trong người rồi đó nên anh đâu có thèm trả lời trả vốn gì đâu đó đến cái lúc mà anh sợ anh bị cái làn sóng mà phản ứng dữ dội quá đó anh mới trở lại anh nhắn tin với người em gái à anh mới hỏi câu chuyện là như thế nào thì thật sự là anh thừa biết cái câu chuyện nó như thế nào đó chứ không phải cần hỏi nữa đó cái con nhỏ gọi là hoa hậu bên kia đó nó đâu bây giờ nó đâu có hoa hậu gì đâu nó đâu có bận đi diễn hay là nó đâu có bận đi xô hay là nó bận đi thảm đỏ gì đâu đó nó bây giờ nó bận trên giường thôi mà chứ nó đâu bận đi thảm đỏ gì đâu mà mà nó không biết nó thừa biết cái câu chuyện đó và nó đã vào, nó bình luận trên facebook khá là nhiều à, và nó cười nhạo chị loan khá là nhiều khiến cho cộng đồng mạng gọi là tức tối đó lên án cực kỳ lên án luôn thì tôi để coi à, cặp đôi này hạnh phúc được bao lâu nha quý vị nhưng mà tôi lên án luôn rồi chắc không quá hàng năm đâu tôi nói thiệt đó tôi thấy rồi cái kiểu mà này không, không, không lâu tôi nói thiệt luôn không lâu đâu mọi người cứ tin tôi đi tôi ngày hôm nay tôi nói đúng không tôi nói là không quá một năm một năm là hơi cao tôi đánh giá hơi cao đó tôi nói chứ không quá nửa năm mà không biết từ đây tới tết còn không nữa kìa còn bên nhau không nữa kìa vài bữa gọi là, là, gọi là bị tẩy chay nhiều quá rồi hết tiền rồi bị đá đít ra đường bây giờ này chơi đó mà <laughs> chơi đó mà, mà, mà tình yêu trăm năm tình yêu xét đánh gì dịp mẹ đi Nha. đến với nhau thì cũng danh tiếng danh vọng tiền bạc lợi dụng nhau thôi chứ con mẹ gì đó mấy đứa này gành quá của chú anh chị đó không có tiền thì khó mà quen được đúng không không có tiền khó mà chơi chung được lắm nên là ai mà có tiền hãy chơi chung còn không có tiền thôi mình biết thân biết phận mình như chị Loan bây giờ biết thân biết phận à, cứ lo làm ăn thôi còn cái chuyện của họ kệ họ đi chị ơi chúng ta đừng có quan tâm quan tâm là cái tài sản cái khối tài sản mà chú vũ linh để lại cho mình à, sắp tới đây sẽ ra tòa với bà sáu sẽ như thế nào nè đó cái đó mới quan trọng à, cái đó là một tài sản lớn chúng ta mới quan trọng vào cái đó còn cái việc bây giờ kinh doanh thì nói chung chúng ta kinh doanh thì phải có lúc này lúc khác của chúng chị gọi là lúc 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 thất gọi là lúc trúng lúc thất chứ đâu phải là lúc nào cũng phải nó ra điều điều được đâu đó hàng hóa thì đôi lúc người ta mua thí dụ mua một chai xà bông gội đầu đi thì người ta gọi xong hết chai đó người ta mới mua nữa chứ không ai mua năm bảy chai người ta để dành ta gọi đó nếu mà năm bảy chai nữa chắc năm nữa người ta mới quay trở lại người ta mua đó bởi vì thí dụ mà chai xà bông gội đầu thì người ta phải gọi hết chai đó một hai tháng người ta mới quay trở lại người ta mua nữa đúng không thì cái điều này đương nhiên rồi. Lúc đầu, lúc nào mình bán cũng nhiều hơn cái lúc giữa, đó nên là cái câu chuyện kinh doanh thì mình thấy nó khá bình thường thôi. Có lúc này, lúc khác thôi. Quan trọng là cái hàng mình nó uy tín, thì mình buôn bán được dài. Còn cái hàng mình không uy tín thì thì, thì thì mình chịu. Nha? Cái hàng mình uy tín thì mình sẽ bán được dài thôi. Nên câu chuyện mà làm ăn kinh doanh có lúc khó khăn thì ai cũng trải qua mà. Đó nên là đừng có thấy người ta cái lúc khó khăn mà anh hai vội cười nhạo, hay là chị hoa hậu vội cười nhạo đó chị coi cái nhà ở dưới quê của mẹ chị kìa như cái chuồng gà ở dưới kìa đó về dưới lo mà xây nhà xây cửa cho mẹ chị đi chứ đừng có ở đó mà gọi là, là đi gọi là giúp đỡ người ngoài ha còn mẹ ruột của mình thì cho ở chuồng gà chuồng vịt vậy đó đó coi vậy mà coi được thôi thua và tôi cũng nể anh hai luôn nha anh hai lại yêu một cái con người gọi là nó không có hiếu đạo mới nào thôi thua thua hai con người này gặp nhau hoàn toàn xứng đáng nha À, chúc à, mọi người à, chúc hai người gọi là hạnh phúc à, hết năm nay nha của chú anh chị. Cậu giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.